Sáng ngày 23 tháng 3, Phường Yên Thanh tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 và kỷ niệm 72 năm ngày thể thao Việt Nam. Tham dự lễ phát động có 900 cán bộ công chức viên chức, đoàn thể, học sinh các trường học trên địa bàn. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử thành lập ngành thể dục thể thao, lời kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò ý nghĩa của việc rèn luyện thân thể và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ngay sau lễ phát động, cán bộ hội viên học sinh đã hăng hái xuống đường chạy bộ ở cự ly 1.200m. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Phường Yên Thanh luôn quan tâm chú trọng đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân. Ngày chạy Olympic cũng là một trong những hoạt động truyền thống được phường tổ chức hàng năm, qua đó nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể lực, hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất.